Vâng ạ. Đầu tiên vô máy 2 nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hello, welcome to Thái Công TV. Huy xin chào tất cả các bạn trên kênh YouTube của anh Thái Công. Hôm nay Thái Công với Huy quay trực tiếp live video tại showroom Thái Công ở Sài Gòn. Và một điều đặc biệt hôm nay nữa đó chính là về âm thanh và ánh sáng, thì anh Thái Công hôm nay có một cái sự chuẩn bị rất là đầu tư cho cái cuộc nói chuyện live ngày hôm nay. Các bạn thấy đây là một cái live stream trên YouTube mà mình quay bằng 3 camera. Chờ, bình thường là người ta quay live stream là xài bằng iPhone không? Mình tự iPhone mà quay. Mà các bạn thấy Công muốn làm cái gì rất là hoàn hảo và đẹp cho khán giả xem thì team video của Thái Công mình nghiên cứu ra phải mua thêm một cái mix pool bự như này để đằng sau đó đó và kết nối lại tất cả những camera này lại. Và bây giờ mình quay bằng mấy cái camera của Sony. Vậy các bạn thấy ở đằng sau lưng Thái Công là những cái tông đằng sau là nó phá tông giống như là ở nhà phim điện ảnh. Thì Thái Công nó muốn làm sao mình làm một cái live video nhưng mà mình chỉ gọi là amateur thôi, đây là không phải là ai mà trong đại nhân dân ấy. Nhưng mà Thái Công nói Huy bây giờ làm sao mình làm được. Vậy hôm nay có thể nếu mà có cái kỹ thuật gì mà nó không có được tốt thì Thái Công với Huy cùng nhau sẽ say sorry, nhưng mà hy vọng là mấy cái mạng, mấy cái internet nó đang chạy rất là tốt. Huy và anh Thái Công lúc nào cũng cố gắng để làm sao mà đem lại những cái sản phẩm trên trên cho tất cả người xem bằng những cái chất lượng tốt nhất để mọi người có thể cảm nhận được những cái công sức này mà Huy và anh Thái Công đã đầu tư làm. Thì nhớ bấm nút subscribe cho kênh của anh Thái Công nha. Các bạn thấy Thái Công như Huy đầu tư rất là nhiều, nhưng mà mỗi lần mình cứ xem cái nó báo cáo thì trong báo cáo nó chỉ nói là mình có 25% những người xem là có bấm nút subscribe, rất là ít luôn á. Và thật sự là một một cái phim mà Thái Công với Huy mà đưa lên như là cái phim của Amanơi á, là trong vòng có 48 tiếng mà gần 200.000 người xem, một cái số cũng rất là khủng khiếp. Nhưng mà cuối cùng 200.000 người đó là bà biết bao nhiêu người trong trọng, không có người 25% không có bấm nút subscribe. Huy và anh Thái Công hy vọng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái người mà xem kênh của anh Thái Công thì nhớ bấm nút subscribe để cho Huy và anh Thái Công và team có thêm nhiều cái động lực để mình sẽ làm ra được nhiều thước phim ý nghĩa hơn. Và đặc biệt là ngày hôm nay ngày chủ nhật mà cũng không có thời gian đi dành thời gian đi chơi mà ở nhà để làm live video cho tất cả các bạn. Có thấy bởi vì mình bấm nút một subscribe mà nó đâu có lớn lao gì, nhưng mà nó đem rất là nhiều năng lượng cho cả team, cho các Thái Công và Huy làm những cái video này. So chưa ai chưa bấm nút subscribe thì thì bấm liền bây giờ. Và Thái Công sẽ vô đề tài đầu tiên. Cái talk show hôm nay là một cái live talk, thì Thái Công sẽ tạo ra một cái chương trình live talk như ngày hôm nay là chủ nhật, mình chưa biết có một cái fix màn hay không, nhưng mà cái live talk thì là phim mình không có cắt, có nghĩa tất cả là coi trực tiếp hết. Và Thái Công dự định là mời những một người khách, hôm nay là Huy Thái Công làm chung, có thể là mình mời thêm một người khách vào chính giữa nữa, hay là một cái người khách Thái Công phải trò chuyện chung về một người chuyên môn về kiến trúc, hay là về cũng về nội thất, hay là về thời trang, về lĩnh vực khác. Thái Công sẽ ngồi đây và nói chuyện live trực tiếp cho các bạn xem. Huy thấy là những cái chương trình live trước đây của anh Thái Công thì mặc dù làm live bằng điện thoại, bằng ánh sáng rất là đơn giản nhưng mà mọi người cũng rất là ủng hộ. Vì Huy nghĩ là thấy những cái thước phim mà về live như vậy đó thì rất là chân thật và thực tế, thì hầu hết là mọi người ủng hộ rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà Huy với anh Thái Công muốn làm thêm nhiều chương trình live như vậy nữa. Không, cái idea mà live như vậy thì Thái Công thấy cảm giác Thái Công muốn gần gũi với khán giả hơn nữa. Gọi là khán giả coi trực tiếp thôi, bây giờ đồng hồ là 16 giờ 40, 16 giờ 40, có nghĩa là các bạn coi trực tiếp ở Sài Gòn 16 giờ 40, hay là bây giờ ai bên Mỹ bây giờ chắc là khuya đúng không? Hay là bên Đức bây giờ mới 10 giờ sáng, thì bên Âu Châu 10 sáng các bạn xem cũng được, có nghĩa là các bạn xem trực tiếp tại đây. Và những cái phim này mình không có cắt, và tất cả những cái gì mà sai lỗi trong đây, cái gì mà mình nói dấp hay là sao thì các bạn thấy nó rất là nó chân thành hơn đúng không? Và hy vọng mà mình không có nói dấp nhiều. Nhưng mà các bạn biết cái có thể là cái kiểu mà Thái Công nói chuyện cũng rất là nhiều người nói ra chúng Thái Công thích, thì mình Thái Công nói cái kiểu thật thà, nói thẳng thắn, nói có nghĩa là không có thể mình là MC,
Thấy không, Huy đâu phải là làm MC ra đâu, hai người là thiết kế nội thất mà. Và bây giờ ngồi đây nói chuyện với tất cả các bạn trên có ba cái camera như vậy là cũng phải cố gắng lắm luôn. Ba camera nha, có nghĩa là camera thấy không, là một cái đây và em có một cái bên đây, một cái bên đây và một cái chính giữa. Wow, các bạn thấy hình ảnh đẹp chưa? Có ai khen hình đây được không? Đây là live, có nghĩa là đây là mình là amateur, mình là interior designer, nhà thiết kế thức mà bây giờ tạo ra một cái live video này. Các bạn hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh Thái Công nhiều hơn. Chắc là anh phải cần uống nước một chút xíu ha. Yeah. Cho mình kêu Quyền đem trà đi ha. Giống như là hôm nay là trà chiều 4 giờ, 5 giờ là tea time. It's tea time. So, và hôm nay là mình có cái đề tài là màu tím. Bởi vì Quyền là bartender của Thái Công, bartender chánh trong nhà hàng Thái Công luôn. Thì các bạn đến đây mà uống trà là nhà mình có trà La Durée của Pháp. Và cái trà này Thái Công với Huy là sách tay từ bên Pháp về. Và nếu mà ai đã đi Paris rồi thì biết là La Durée là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về bánh macaron và trà của La Durée. Và Huy với anh Thái Công cũng rất là thích và đem sách tay những cái trà này về để cho mọi người đến nhà hàng của Thái Công có thể uống cái trà này và có thể trải nghiệm trà của nước Pháp tại Việt Nam. Wow, có nghĩa là trà mà phải từ La Durée Thái Công mới chịu. Thái Công ở đây và uống trà Durée trong tách của Fürstenberg. Các bạn đến nhà hàng Thái Công các bạn được enjoy. Thì bây giờ chiều nay Thái Công với Huy ngồi đây uống trà cùng các bạn. Và hôm nay là cái đề tài màu tím. Chắc là Quyền đem tất cả những cái màu tím qua đây. Như mình trà nào đây, cái màu trà của anh tên là The Violet. Violet là màu tím. Okay. Còn nãy cái này, hồi nãy anh Quyền nói là blueberry đúng không? Ok. Nó có mùi lavender. Lavender. Em thích cái mùi này. Blueberry, ok, vậy là okay. Trà đó ha. Hôm nay em muốn này. Ok. Nên hôm nay đề tài màu tím, thấy các bạn thấy Thái Công cũng chuẩn bị cái cà vạt màu tím luôn. Dạ. Một cái cà vạt này Thái Công với Huy mới vừa mua hôm qua ở bên MS. Ở đây bà thích áo sơ mi của màu tím. Sáng nay thì Huy có lựa chọn một cái áo sơ mi tới văn phòng màu tím và cũng chưa biết là hôm nay có chương trình live nữa. Và sau đó anh Thái Công đến và nói hôm nay thôi mình live đi và chủ đề là màu tím. Quá bất ngờ. Cái tiên thấy không ấy, ok mình chọn cái màu tím đại, cái tự nhiên bắt đầu mình set up lên. Em biết trong cái áo của anh có màu tím không? Cái là cái sọc này á. Không biết camera một có nhìn có thấy được không, hay là camera chính số 2 có quay close up được không? Được không em? Còn trên cái làn này các bạn chắc không thấy đâu. Cái áo vest của áo Thái Công ở trên đây là có một cái lằn màu tím nha. Đó. Đó là gọi là chi tiết. Có nhiều người Thái Công hỏi là ô quần áo là bình thường Thái Công nói là quần á thì mình theo giớ. Có nhiều người hỏi ủa sao vậy, mình mặc quần trắng sao mình không mang giớ trắng. Cái đó là cũng hơi sai. Chỉ có cảm ơn em. Wow, đây là cái bình trà của Fürstenberg. Cái bình trà này đặc biệt, các bạn thấy là Quyền đổ mà nó không có nhiễu một cái tọt giọt nào hết trơn á. Bình thường á mình cái bình trà mà thiết kế không có tốt á là mình chế như vậy là cái nước trà nó sẽ chảy hết ở đằng sau. Vậy cái bình trà này là của Fürstenberg thiết kế là nó nhờ có cái nhọn này nè. Không biết camera số 2 có thấy không? Đó, thì là cái nhọn này là nó không bao giờ nó bị tỏn gì hết. Rất là đẹp. Cảm ơn Quyền. So, ok. Giống như cái bánh trong cái mùi giống bánh muffin mà có blueberry. Dạ. Đi trang luôn á. Bây giờ ước gì mà có cái bánh muffin với blueberry là ngon dữ nữa. Anh đang tới đây đại tài nào rồi? Cái quần với cái vớ. Thì có nhiều người hỏi ủa sao mặc quần trắng mà mang vớ. Quần trắng á, thật là các bạn muốn fantasy thì được. Ví dụ Thái Công hôm nay là tính mặc cái vớ màu tím, nhưng mà màu tím tự nhiên đang giặt rồi không có mặc. Không thể là Thái Công mặc giặt cái vớ màu tím là cũng rất là đẹp, nhưng mà trong cái vớ của Thái Công là có chấm bi, có chấm màu tím, chấm đỏ với vớ màu xanh á. Ủa em cũng lựa vớ giống như nhau luôn vậy? Dạ. Ủa không hẹn mà ai hai đứa mặc vớ giống nhau. Màu tím. Thái Công với Huy là mặc quần áo kiểu không phải là khách thì đúng không? Vũ đang coi check bên kia online, tất cả ok không em? Tất cả đang chạy xuống xe không? Ok. Trong thấy Thái Công với Huy mặc đồ giống như gọi là couple hả? Nhưng mà không phải là y chang nhau. Huy với Thái Công thật sự kỳ hay cái kiểu đó đó.
Em thích kiểu hai người mặc y chang nhau. Bộ Huy thì không thích mặc đồ giống một người khác. Thậm chí là cảm thấy công mà giống y chang người cũng không thích nữa. Nhưng mà ví dụ như nếu mà mình đi đâu một cái sự kiện thì hai người tất nhiên là mình phải mặc đồ nó có một cái sự tương đồng. Ví dụ như nếu mà mình đi cùng một cái sự kiện mà anh Thái Công mặc tuxedo thì Huy phải chọn là tuxedo rồi. Nhưng mà có thể là anh Thái Công sẽ chọn tuxedo màu trắng chẳng hạn, mà Huy sẽ chọn màu đen. Đó, nhưng mà mình cũng có một cái sự tương đồng. Còn ví dụ như ngày bình thường nếu mà mình đi đâu chung thì Huy mặc áo vest và anh Thái Công cũng mặc áo vest, và nếu mà mình có những cái sự tương đồng thì nhìn nó cũng rất là đẹp. Cũng như hôm nay là anh cũng mặc áo xám vest, mà có cái làn màu tím, em cũng màu xám mà màu xám khác. Cái áo sơ mi của Huy là màu tím, Thái Công cũng màu tím mà tím khác. Thì anh có thắt cà vạt, em không có thắt cà vạt, nhưng hai đứa cùng mặc quần trắng dài giống giống nhưng mà không phải là giống nha, cùng một hiệu nhưng mà hai kiểu khác nhau. Cái là đó là Thái kiểu, Thái Công với Huy mặc cái kiểu mà thích giống, có nghĩa là same but not the same. Không phải là thích kiểu mà mặc couple look hả? Em thấy là có rất là nhiều màu sắc trong màu sắc, mà tại sao hôm nay anh lại chọn màu tím cho cái chủ đề này vậy anh? Không biết là sáng thức dậy tự nhiên thấy em mặc màu tím rồi cái tự nhiên cái anh thấy anh mới mua cái cà vạt màu tím hôm qua rồi cái tự nhiên anh đòi set up cái nó ok hôm nay cái đề tài màu tím. Nhưng mà thật sự đề tài màu tím anh thấy rất là thú vị. Bây giờ nếu mình nói về cái trong nội thất trước đi, trong nội thất á là màu tím á rất là ít người dám xài. Nếu mà mình để gọi là tiếng Đức gọi là punctuel, là điểm nhấn thôi á, cũng như hôm nay mình để một cái bình bông ở đây, đây có một cái quyển sách màu tím là nhấn. Nhưng mà thí dụ các bạn có một cái miếng vải màu tím thì hình như anh cũng đang có chuẩn bị một cái mâm sẵn bề vải với mấy cái miếng da á, là thí dụ mình muốn mà một cái ghế mà bọc bằng da màu tím hay là một cái lót ở trong màu tím không á, nó cũng rất là đặc biệt cho một cái không gian. Bây giờ thí dụ Khánh đem qua giùm anh Khánh. Khánh đang chuẩn bị cho Thái Công là một cái những cái trong nội thất cái màu tím là như là ở đây có một cái vải này để làm nội thất, làm bàn ghế này là của công ty Frato. Và thấy công ty Frato mà ví dụ đây mà màu tím mà nó có một cái lấp lánh màu bạc ở trong đây các bạn thấy không? Thì á mà nếu mình bọc vô cái này màu tím rất là đẹp và nó đi chung không gian rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà người nào mà không có chuyên môn về nội thất á, anh nói là rất là không dám chọn mấy cái sản phẩm này trên bàn ghế đâu. Có nghĩa là phải có gan lắm luôn á, mà phải còn combination thêm một cái tiếng lợt đây nữa, tiếng lợt đấy. Mà nếu mà cái này rồi mà các bạn tưởng mà còn mình treo thêm một cái tấm màn ở trong nhà, mà thêm một cái tấm màn màu tím giống như vậy, wow, và các bạn thấy là cái ngôi nhà mình nó rất là ấn tượng hả, rất là ấn tượng. Mà em biết màu tím hồi xưa là những cái màu thực sự là vua chúa mấy rất là đắt tiền lắm á, người ta có người là giàu có người ta mới xài màu tím. Bây giờ em biết màu tím bởi vì nó đi chung với cái màu gold á, màu vàng á, rất là hợp. Nó là màu của hoàng gia đúng không anh? Hoàng gia á. Tại vì màu tím hồi xưa rất là khó sản xuất, nó là tím. Bây giờ những cái gọi là royalty á mới dùng màu tím cái bên này. Ví dụ cái này là màu vàng hồng, và vàng hồng đi chung với cái này rất là đẹp. Đây mình có một cái vàng hồng đậm hơn chút xíu nữa. Ở đây chắc là tivi chắc hơi khó xem, bây giờ mình đầu tư camera, nhưng mà camera không có camera nào chắc là diễn tả được mấy cái màu này được hết. Và thực sự ra cái màu tím nó cũng rất là hơi khó và rất là kén á. Và nếu mà những cái người mà chưa có kinh nghiệm ở trong nội thất á, thì thực sự ra cũng rất là dám mạnh dạn để lựa chọn. Hiện tại có một cái công trình mà Huy và anh Thái Công đang thực hiện ngoài Hà Nội, thì cái người khách này là một cái người cũng rất là có gu và cũng rất là yêu thích về thời trang, cũng lựa chọn được rất là nhiều màu sắc nhưng mà cũng chưa có dám chọn màu này, nhưng mà Huy cũng bật mí luôn. Thì anh Thái Công có lựa chọn một cái sản phẩm là một cái ghế sofa làm bằng vải velvet màu tím, là một cái điểm nhấn rất là đẹp. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ đón xem cái chương trình đó tiếp theo và sẽ thấy được anh Thái Công phối những cái tông màu tím này trong những cái không gian nội thất sắp tới. Không, cái màu tím thật sự nó tôn vinh là thất nhiều lắm. Ví dụ người nào mà gan á là sơn một cái bức tường màu tím đi, mà tím đậm á nha, tím Đức nó gọi là purple hay là violet, là rất là mà cái màu rất là đậm. Thì cái màu đó nó rất là nhiều tôn vinh thật sự. Em thấy mà những cái mấy cái chỗ mà người ta treo mấy cái hình cổ điển trong museum á, là người ta cũng hay sơn cái bức tường màu tím á. Người ta mới treo cái khung mà màu vàng lên trên á, tự nhiên cái mấy cái hình nó rất là nổi ra. Và những cái màu này mà mình người nào mà gan sơn cái phòng này mấy cái màu này mà lên phòng á, thật sự là rất là đẹp, rất là ấn tượng.
nhưng mà người gan lắm. Nhưng mà phải cẩn thận nữa. Huy biết là các bạn biết là trong nội thất những cái range màu của nó rất là đa dạng, tím nhưng mà nó có rất là nhiều cái tông màu khác nhau, và cái người mà thể hiện được cái sự thẩm mỹ hay không đó là mình phải lựa chọn cái màu tím thể hiện cái sự sang trọng, chứ còn không nó cũng rất là dễ bị sến nha. Đúng rồi, anh rất là sợ sến. Mấy cái này bởi tôi gọi là cái tông, phải không? Dạ, cái tông màu. Nếu mà cái tông màu không á là nó chỉ sai một cái enon thôi, dạ, là nó đã khác rồi. Em biết thì màu tím, em biết trong màu nào trộn thành màu tím không? Màu xanh dương và màu đỏ đúng không anh? Đúng, hay quá, dạ. Ta màu xanh dương và màu đỏ mình quậy lại nó thành màu tím. Bởi vậy nếu mình cho màu xanh dương nhiều quá hay là màu đỏ nhiều quá thì nó thành cái màu khác. Nhưng em nghĩ là những cái sản phẩm mà những cái vải mà anh lựa, hình như em thấy nó có một chút xám ở trong đó. Đúng, anh nói là xám tím. Dạ. Tím xám. Tím xám. Cái đó mới đặc biệt đó. Dạ. Có nghĩa là bây giờ làm sao mình quậy ra một cái màu mà nó thật sự nó là nhìn vô nó mình tưởng nó màu tím nhưng mà nó là từ cái tông xám ra. Cái đó là cái bí mật, cái bí quyết của anh, dạ, thiết kế và những chọn những cái màu là như tấm thảm, giấy dán tường hay là những cái màu sơn á, là nó có một cái tông xám ở trong trọng, yeah, nó rất là quan trọng. Mà em thấy nha, màu nếu mà thực sự khi mà mình để ý vào một cái màu nào đó anh, và mình có thể là nó liên tưởng đến rất là nhiều thứ ở trong nội thất mà anh có thể thấy được. Yeah. Em cảm giác như là cái màu tím á, là một cái màu mà nó sẽ không những là đem về cái thị giác, về cái sự dễ chịu, lãng mạn không, mà hình như là em thấy cái mùi mà nó xuất phát từ những cái gì mà màu tím luôn á. Nó hình như nó cũng đem đến cho mình một cái cảm giác rất là relax trong tâm hồn, rất là thoải mái. Yeah. Anh thấy vậy đúng không? Đúng. Bởi vì anh cũng có cho chuẩn bị cái mùi màu tím. Yeah. Cho em xem, anh thấy anh có khửi cái mùi màu tím này không? Dạ, Hải Vân đem cho anh ba mùi. Trong cái mùi này màu tím là từ bông gì ra nhiều nhất? Lavender. Lavender là màu tím. Hải Vân, em đem ba mùi gì? Dạ, một cái mùi là Manan, một cái mùi là Sinus, với lại Empire. Empire, cái mùi này. Yeah. Oh, okay. Cái mùi này. Chán. Yeah. Oh, cái mùi này là hình như là Khánh nó mới rồi nó mở ra nó nói cái mùi gì mà khó chịu quá. Các bạn biết không? Khánh nó ngửi cái mùi này tại vì nếu mà mình tất cả cái gì mà mình hửi, mình thấy á, là mình tưởng tượng ra, mình ảo tưởng ra, có nghĩa là mình chỉ tưởng tượng ra cái gì mình biết thôi. Khi người ta vẽ ra một cái hình mình nhìn vô mình thấy tưởng tượng nó giống cái gì, thì mình chỉ biết đó mình mới tưởng tượng ra được, còn nếu mình không biết làm sao mình tưởng tượng được. Đây Thái Công hửi cái mùi này á, Thái Công kể cho các bạn nghe Thái Công tưởng tượng cái gì, và nếu mình tưởng tượng ra rồi mình mới thấy cái mùi nó rất là lộng lẫy. Thái Công hửi cái mùi này, Thái Công đang tưởng tượng á, là Thái Công đang vô một cái lâu đài nhỏ nhỏ và nó sẽ mùa đông, nó khoảng tháng 11 ở bên Âu Châu, nó hơi lạnh lạnh một chút xíu, ở ngoài nó hơi có thể là tuyết hơi nhẹ nhẹ, và vô một cái nhà người ta mời Thái Công uống trà. Và Thái Công nghe một cái tiếng âm thanh nó kêu tắc, là cái củi nó đang nổ, có nghĩa là người ta đang đốt một cái fireplace, một cái lò sưởi rất là ấm cúng ở ngoài lạnh. Mình vô mình nghe cái tiếng âm thanh của cái củi đang đốt, và mình nghe một chút xíu cái mùi khói của cái gỗ đang đốt. Và cái khói này không phải là cái gỗ bình thường, người ta dùng cái gỗ của thông, cái gỗ thông người ta đốt lên, mà những mấy cái trái thông á người ta đốt lên nó cũng ra cái mùi, nên là cái mùi thông và cái mùi khói. Đó thì các bạn, nếu mà các bạn hiểu cái mùi này nó có một cái mùi thông ở trong đây và một cái mùi khói, có nghĩa là nó đốt khói lên, và người ta nghe cái mùi này. Thế nên mình vô cái phòng này mình chưa thấy lửa, mình chưa thấy nó đốt, nhưng mà mình đứng được là cái chỗ này đang đốt lửa mùa đông, cái mùi khói, cái mùi trái thông rất là thơm. Đây mình hửi vô nó rất rất là thơm, bởi vì cái mùi này tên là Empire. Thật sự Empire là hoàng gia lắm luôn á. Yeah. Vậy mình biết với mình hình dung ra được là cái không gian mà đốt lửa mà mùi khói như vậy nó lộng lẫy đến đâu. Bởi vì mình nếu mình nghĩ mà cái mùi giống như ăn thịt đun khói, Khánh nói cái mùi giống như thịt đun khói đúng không? Bởi vì nếu mà mình cứ tưởng tượng là thịt đun khói thì nó thành mùi thịt đun khói. Và các bạn thấy một cái điều đặc biệt mà Huy và tất cả những người mà đã sử dụng qua cái mùi nến này rồi á, là những cái mùi của Citrudon nó rất là lạ. Nó không phải hẳn là nó là một cái mùi gì hết, nhưng mà nó có một cái xu hướng đi theo một cái, ví dụ như cái mùi mà anh Thái Công vừa giới thiệu đó là một cái mùi về gỗ và cái mùi về cái củi đốt ra. Các bạn thấy nó lạ không? Đâu có ai mà làm nến mà người ta nghĩ tới những cái mùi mà như vậy. Có nghĩa là những cái người mà sản xuất mà cái suy nghĩ của người ta nó rất là cao, người ta mới đem ra được những cái mùi mà rất là đặc biệt như vậy. Bình thường ví dụ như nếu mà mình nghĩ là một cái mùi hoa bình thường thì có nghĩa là nó rất là thông dụng. Nhưng mà những cái người mà nghĩ ra được những cái mùi đặc biệt như vậy mà để ra làm ra nến thì Huy thấy là
rất là tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà Huy nghĩ đến Citudon, nó có một cái collection mùi rất là hấp dẫn mọi người. Đó, cái đó là cái đặc biệt, có nghĩa là Citudon người ta thiết kế ra một cái mùi nó kết nối lưỡi không gian, có là vừa không gian và mùi nó kết nối với nhau, chứ không phải là một cái mùi tự nhiên sẽ lấy dầu thơm rồi xịt vô, có là mình tự nhiên mình tưởng tượng ra nó cái không gian nó ra sao. Yeah. Và bao nhiêu cái mùi là đặc biệt là cái mùi như vậy, bởi cái mùi Empire anh thấy rất là đặc biệt. Nếu mà người nào mà chưa thử vô á, nói là ô cái mùi này sao nghe nó thúi thúi, nó hồi hồi nó mà hồi đàn đâu có thúi đâu, anh thấy nó thơm mùi gỗ, nó thơm mùi. Yeah. Mới đầu là Huy tính là không bán cái này online luôn á, tại vì nói ô cái này mà người nào mà mua online á, cái này là chắc về thấy hồi quá chắc là không được, anh nói nhưng mà cái này em cứ để online thì người nào thích sẽ mua cái món này. Tại vì Huy mỗi lần Huy có nhận được rất là nhiều cái cuộc gọi của khách hàng, thì khách hàng cứ hay hỏi Huy là mùi nào mà em thấy là thơm thì tư vấn cho anh chị chẳng hạn. Đó thì Huy thấy là đặc biệt là mỗi cái mùi này nó có một cái điểm riêng của nó đó. Nhưng mà quan trọng là cái người thì thích thiên về trái cây, người thì thích thiên về hoa, và người thích thì thiên về những cái mùi nó tông trầm tông ấm. Ngày hôm nay Huy với anh Thái Công với cái chủ đề màu tím này thì Huy chọn ra ba cái mùi này. Trong ba cái mùi này đều có cái mùi của hoa lavender. Cái mùi mà vừa rồi anh Thái Công vừa giới thiệu với tất cả mọi người đó là Empire, thì trong đó nó chánh của nó là mùi gỗ nhưng mà nó vẫn có mùi hoa lavender. Và vậy nó cũng đem lại cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu. Và từ cái mùi có mùi khói mà nó có mùi lavender trong trống, mà nó có mùi gỗ nó rất là đặc biệt ha. Và tiếp theo đây là một cái mùi mà cái mùi này Huy cũng là một cái mùi mới trong cái đợt mà mùi mà công ty lựa. Thì cái mùi này Huy của trước đó Huy cũng không có biết, nhưng mà kỳ này thì cũng thấy rất là đặc biệt và thấy chưa có ai hỏi nên Huy cũng sẽ giới thiệu qua. Tên nó tên là Manos. Cái mùi này nó tên của nó là Fresh Laundry, có nghĩa là các bạn nghe cái tên nó đã thể hiện tất cả. Nếu mà ai mà mình giặt đồ mà ngủ trên cái ra giường mà mình nghe được cái mùi mà cái ra giường, cái quần áo của mình nó sạch sẽ, thì có những người người ta cũng bị nghiện cái mùi đó. Không, thì cái giống như là trong cái không gian các bạn tương tự, các bạn vô phòng ngủ và các bạn mở cửa phòng ngủ ra, mình nghe cái mùi gì? Mình nghe cái mùi giặt đồ, mới giặt đồ xong, có nghĩa là cái ra mới vừa thay xong, có là mấy cái mền ra mới vừa rất là fresh, mới vừa giặt ra mình mới thay, cái mùi rất là sang. Mình vô mình nói wow, cái phòng ngủ mà một cái mùi này là tôi vô tôi muốn ngủ liền, tức mình giống như mình muốn nhảy vô cái mền gói mà nó mềm thật mềm, mà cái vải mà cotton tôi cười từ Ai Cập qua với cái vải nó mềm, cái vải màu trắng, mà mình nghe cái mùi là fresh laundry. Có em đó là Citron thiết kế tất cả những cái mùi mà nó liên quan, nó kết nối với cái không gian. Các bạn thấy nó lạ là lạ cái đó. Cái tư duy đó rất là nhiều người chắc nghĩ là chưa biết đâu. Yeah. Nghĩ là cái mùi nó chỉ trong cái mùi thôi, còn cái mùi này nó kết nối với cái không gian của mình, như là gỗ trong cái lò sưởi hay là cái ra mới vừa thay. Yeah. Và hay. Những cái mùi này nó cũng sẽ giúp tôn vinh lên được những cái không gian nội thất nữa. Và mùi thứ ba cuối cùng cũng có mùi hoa lavender trong đây, mùi Cynos. Hãy phân cho anh biết thử là vì sao cái mùi này nó trở thành một cái mùi best seller của mình trong mùa này vậy anh? Mùi. Em nghĩ là một phần đó là tại vì cái mùi này nó cũng kết hợp nhiều cái hương hoa lại. Thì nếu mà người Việt mình lần đầu tiên mà người ta sử dụng đó, thì người ta sẽ thiên về những cái mùi hương mà nó dễ chịu. Ok. Thì em nghĩ chắc cái đó lý do tại sao mà nhiều người thích mua mùi này. Ok, vậy có nghĩa là những cái khán giả mà hay hỏi Huy là cái mùi nào mà khách hàng nhiều tin dùng nhất đó, thì như các bạn đã biết Ernesto thì anh Thái Công là favorite của anh Thái Công, thì anh Thái Công giới thiệu rất là nhiều. Thì bây giờ Huy cũng sẽ recommend cho tất cả các bạn thêm một cái mùi, đó là mùi Cynos. Nó có tất cả trên những cái collection của Citudon về bình xịt hay là những cái bình diffuser có tỏa hương và nến. Yeah. Cảm ơn Huệ Phân. Bữa nay mình giới thiệu luôn cái bình xịt, hồi bữa mình chưa nói về cái bình xịt đó hay không? Cho em lấy cái bình xịt. Em lấy cái bình anh ha. Này mình trong cái Citron nó có nhiều cách đốt nến, đốt thơm. Ví dụ là mình có đây là một cái sáp thơm là mình đốt nó xong lên cái mũi đây. Còn nó có một cái khác nữa là cái chai xịt này, thì anh thấy có một cái người comment nó hỏi là cái này mình xài trong xe hơi được không? Thì nếu mà các bạn muốn xài trong xe hơi thì các bạn dùng cái chai này. Cảm ơn em. Rồi thấy cái chai này nó rất là empire hả? Nó rất là hoàng gia mà rất là đẹp. Đây là cái chai của Citudon luôn. Thì nếu mà các bạn muốn xài trong xe hơi á, thì các bạn để trong xe hơi và mình xịt nó, thấy không, xịt nha. Đó, nó ra như vậy. Các bạn
xịt trên cái gối cũng được, trên mấy cái tấm thảm cũng được, thấy các bạn xịt trong thảm cũng được, hay là nếu trong nhà thì các bạn nhìn xịt trên màn. Thì đây là cái nước này thì cũng nó cũng đừng có được trực tiếp vô nội thất đây, nhưng mà nếu mà dính nội thất không sao, tại nó là nó không có alcohol trong đây, nó làm bằng mùi thiên nhiên, nó cũng không có để mấy cái dấu chấm, nhưng mà thật sự cũng không có nên mà để xịt sát như vậy. Có lẽ nếu các bạn xịt mà khoảng như vậy á, là cái không gian mình nó rất là thơm. Thì dù các bạn mới vừa muốn khách đang chuẩn bị đến mà các bạn muốn cho cái mùi nó thơm rất là mau á, thì các bạn dùng thêm cái này nữa. Có là mình có thể là mình xài cả hai hay là cả ba luôn, ba cũng được nữa. Thông thường thì Huy thấy là nếu mà trong cái không gian mà mình mỗi ngày á, là mình có thể là đốt nến giống như vậy. Có thể là mình có thể đốt nến là mỗi lần mình đốt thì khoảng một tiếng thôi, thì cái không gian của mình nó đã có cái mùi thơm rồi. Nhưng mà ví dụ như có những cái tiệc hay là những cái người khách chuẩn bị đến thì mình có thể dùng thêm cái bình xịt này, mình có thể xịt vào những cái không gian của mình thì nó sẽ rất là thơm. Có một cái lần mà Huy và anh Thái Công đi không nhiều lần chứ không phải một lần lần đi khách sạn ở Paris, đó là khách sạn Hotel Coast. Nếu mà ai đã từng ở khách sạn này rồi thì sẽ biết một cái điều rất là đặc trưng và sẽ làm cho những cái người ở khách sạn này đều không bao giờ quên được, đó chính là mùi hương. Và Huy cứ thấy là mấy cô nhân viên ở Hotel Coast là vừa rất là đẹp, vừa rất là fashion, và lúc nào cũng có một cái bình này và đi xịt vào những cái màn. Nên là Huy thấy wow, cái khách sạn này hay quá, không biết là vì sao mà lúc nào vào mình cũng thấy thơm. Ngoài những cái mà mùi đốt nến mà mình thấy được bằng mắt rồi, thì sau đó Huy mới phát hiện ra là mấy cô này dùng những cái chai xịt này rất là nhiều vô những cái màn mình không thấy được, và nó vô hình nó làm gây ấn tượng rất là mạnh. Mà anh thấy cũng đẹp chứ ha. Anh thấy lâu lâu đây anh cũng thấy thằng Khánh hay là thì vẫn lâu lâu cái đi vòng vòng cái cũng xịt vậy, thấy cũng rất là sang trọng luôn á. Mà găng tay trắng thì cứ xịt thơm rồi. Có nghĩa là nếu mà các bạn muốn mà trong nhà mình nó thơm hoài thì hay Vân đem thêm một cái sản phẩm mới của Silidon luôn á, là cái sản phẩm mình để ở trong nhà luôn. Đây là một cái trứng, cái này giống như trứng con được con gì đà điểu, con đà điểu đúng không? nhưng mà đây là nó là bằng keramic chứ không phải là bằng trứng. Có là bằng trứng và mình đổ cái nước dầu, tinh dầu ở trong đây, và ở đây mình có ba mấy cái gỗ trong đây thì nó hút cái tinh dầu lên, cái tinh dầu trên đây thì nó xông lên cho nó thơm cả nhà. Thì đây là một cái trứng đà điểu mà mình để trên một cái chân ở đây, rồi mình trưng ở trong nhà nó cũng rất là đẹp trong không gian giống vậy, các bạn thấy không? Vừa làm đồ đề co luôn. Lấy cái lưu nhang, em có cảm giác thấy cái lưu nhang không? Cái đề tài lại là có cái mình biết cái gì, mình tưởng tượng ra cái gì mình thấy cái đó. Cái là các bạn, nếu mà các bạn đi bác sĩ tâm thần á, nó có cái trò chơi gì đó cho bác sĩ á, người ta lấy cái tờ giấy á, cái người ta nhiễu cái một giọt mực trong chổng, cái người ta ép lại, cái người ta mở ra, cái nó thành có cái hình chấm đen đen bướm bướm như đó. Thì các bạn cho hỏi bác sĩ tâm thần, hỏi là bác sĩ các bạn sẽ thấy cái gì. Có nhiều người thấy con bướm bướm, có nhiều người thấy bông thấy hoa, có nhiều người thấy quỷ trong chổng nữa, thấy ma trong chổng nữa. Có nghĩa là mình biết cái gì mình tưởng tượng ra cái gì mình thấy cái đó. Các bạn đi mà bác sĩ tâm thần người ta đưa cho bạn xem, các bạn xem mấy cái đó coi mình thấy cái gì. Vậy nhiều khi có thể là mình thấy cái đẹp, mình thấy nó đẹp hơn, mình thấy cái hũ mình tưởng tượng là hũ nhang. Tại vì thấy không, ở trong nhà là mình, tại vì mình cũng không có đốt nhang, vì cái thấy không, không có nghĩ đến là cái hũ đó giống hũ nhang. Các bạn thấy là một cái màu sắc khi mà mình muốn đưa vào trong cái cuộc sống của mình á, mình có thể là tìm ở bất cứ một cái nào mà mình liên tưởng được, chứ không hẳn là màu tím sẽ là màu tím. Một cái mùi thơm mà từ hoa lavender thôi mình cũng có thể cảm nhận được mình đem cái màu tím vào trong cái không gian của mình rồi. Anh còn chuẩn bị một cái sản phẩm màu tím này đẹp lắm, chắc sang đem cho anh một cái sản phẩm này màu tím. Thực sự cái nhiều cái mấy cái mà chấm điểm chấm ở trong màu tím rất là đẹp. Thì em một cái tưởng tượng bây giờ là chúng ta qua bên cái khu vực nhà ấm đi, mình một chấm mà anh có một cái sản phẩm này là của Đức, cái này là made in Germany luôn. Đây là cái sản phẩm của Vita, thì đây là bằng pha lê sản xuất bên Đức nha. Cái này là đồ bấm để mình xài xà bông. Và các bạn thấy cái này đó nó rất là đẹp cao cấp, vì mình bấm xuống lúc nào nó cũng không có bị mà hư cái chỗ này, nó bị nghẹt cái chỗ này. Các bạn xài rất là lâu mà thấy cái màu tím này quá đẹp. Oh my god, cái màu tím này nó như là một cái sự lung linh á. Ở trong đây nó có thêm một cái hũ, các bạn để mấy cái cây bông gòn hay là mấy người phụ nữ để mấy cái cây make up cũng được nữa. Có nghĩa là rất là đẹp đó. Thì các bạn thấy đây là màu tím, là những cái màu mà chúng ta cứ để trong không gian. Quá đẹp. Rồi tím, tím với vàng. Mấy cái sản phẩm này mình mua online được không?
Những cái sản phẩm này tất cả khách hàng có thể mua online được. Chắc là em đang nghĩ mua online sao đấy. Dạ. Yeah. Những cái sản phẩm này thì khách hàng cứ và tất cả mọi người cứ vào trong trang web thaicong.com và vào phần online store thì có thể là lựa chọn những cái sản phẩm này. Huy cũng đã ghi rất là rõ về màu sắc, chất liệu và các bạn sẽ mua và công ty Thái Công sẽ gửi đến tận nhà. So, chúng okay. ta qua một cái đề tài một tiếng nữa là hồi bữa em có tham gia một cái chương trình Nala, người ấy là ai? Chắc là bây giờ từ đó rất là nhiều người cũng đã có từ cái khán giả đó qua bên đây coi cái chương trình này đúng không? Dạ. Yeah. Hồi đó là bữa là em là màu tím đó, thấy sao? Em là màu tím đó, ok. Thì là bữa đó không mặc áo này giống như là bị chọn ngay lập tức ngay vòng một. Nói đùa thôi, nhưng mà sau cái chương trình này thì nhiều người nhận ra em ghê luôn anh. Làm em surprise, yeah. Làm em ngạc nhiên lắm luôn á. Có một cái điều này anh với Huy là cái điều này cũng 2 tuần đúng không? Dạ. Yeah. Có vài cái Thái Công với Huy mới vừa đi ăn nhà hàng cách đây mấy ngày và rất là cảm động. Thái Công đang ăn nhà hàng cái có một cái người kia lợi chào Thái Công và anh Huy và nói là em cảm ơn hai anh rất rất là nhiều. Cái sao mất? Làm gì mà cảm ơn. Yeah. Và chỉ nói là nhờ hai anh mà ba má em chấp nhận em là lesbian, em là người đồng tính. Mà trước đó ba má em không chấp nhận. Mà sau chương trình của anh, xem của anh và cái video anh Thái Công với anh Huy chia sẻ và ba má em chấp nhận em là, là lesbian, em là người đồng tính. Thì thực sự rất khi, là cảm động. Yeah, thực sự khi mà nghe được những cái có những cái nhân vật mà nói lên được cái điều đó với Huy, Huy thấy là thực sự là cái sự xuất hiện của Huy và anh Thái Công đem lại những cái ý nghĩa thực sự. Đó là cái điều mà Huy mong muốn nhất. Không, cái đó là một cái vì sao Thái Công với Huy tham gia cái chương trình này. Có nghĩa là cái người cứ hỏi là bữa anh cũng có họp báo, có gì bảo hỏi Thái Công với Huy là vì sao quyết định coming out. Anh với Huy đâu phải là coming out. Anh với Huy là chưa bao giờ giấu giếm. Chỉ cái người nào chừng nào người ta giấu rồi bắt đầu người ta mới coming out. Thái Công là coming out lúc đã 18 tuổi rồi, cái là mấy chục năm trước rồi. Có Thái Công chưa bao giờ mà giấu giếm Thái Công là người đồng tính hết, hay là Huy đúng không? Có nghĩa là có là mình quen nhau cũng gần 6 năm nhưng mà Thái Công chưa bao giờ giấu giếm cái chuyện này. Bởi vì nếu mà gọi là Thái Công với Huy coming out trong cái chương trình Người ấy là ai thì không đúng. Thái Công xuất hiện trên chương trình đó với Huy vì muốn đóng góp một phần là không còn thành kiến nữa những người với người đồng tính và không có còn kỳ thị những cái người đồng tính nữa, thì Thái Công với Huy muốn đóng góp một cái phần đó để xã hội ở Việt Nam chúng ta hạnh phúc hơn, hòa bình hơn, chấp nhận nhau hơn, sống và để cho sống. Nếu mà trong những cái khi mà những cái trường hợp mà về kỳ thị về người đồng tính mà nó càng ngày giảm đi ấy, thì những cái người mà người ta đang che giấu cái giới tính của họ thì người ta sẽ tự tin hơn và người ta sẽ sống một cái cuộc sống của mình nó thoải mái, tự do hơn. Thì cái điều đó là một cái điều rất là tốt cho mọi người. Trong cái phim này thì hôm nay cái chương trình này Thái Công cũng là một chút xíu Q&A, thì bây giờ chút xíu có chuẩn bị vài câu hỏi. Thì có vài câu hỏi là chắc là có thể người ta không biết, người ta những hỏi mấy câu đó, nhưng mà thầy sư anh cũng bỏ thời gian trả lời vài câu. Cũng như người ta bây giờ đầu tiên là cái anh thấy cái tiếng Việt người ta dùng mình là giới tính thứ ba, anh nghĩ cái đó là sai. Cái chương trình này cũng đề là thế giới tính thứ ba. Anh với Huy, Thái Công với Huy không phải là giới tính thứ ba. Thái Công với Huy là người đồng tính và giới tính là Thái Công là nam và Huy cũng là nam. Có là trong passport của Thái Công là man và Huy trong passport cũng là man, là nam. Có là giới tính thực tế chỉ có 2 giới tính thôi, có nam và nữ, chỉ có 2 giới tính đó. Thì bởi vì cái giới tính thứ ba là sai. Nếu mà nói thiệt đúng là Thái Công với Huy là người đồng tính, chúng ta là gay, và bên gay thì nó bao gồm luôn là dù lesbian là gay thì mới gọi là người đồng tính. Vậy các bạn muốn nói về cái đề tài này thì các bạn đừng có dùng là Thái Công với Huy là người giới tính thứ ba mà Thái Công với Huy là người đồng tính là đúng hơn. Có thể cái chương trình này sẽ sửa lại cái phần đó, không phải là giới thứ ba mà đây là những người đồng tính. Một cái phần mà các bạn hay hỏi nữa là ủa bây giờ hai người đồng tính như vậy thì người nào là nam và người nào là nữ, hay là người nào là vợ, người nào là chồng?
có thể cái nếu mà người nào mà hơi mà dễ giận á thì có thể người nói ồ cái câu mà quá vô duyên. Thật sự á, nếu mà anh Thái Công muốn nói cho các bạn nghe, nếu trong passport Thái Công á là nam thì Thái Công là chồng, còn nếu trong passport của Huy á là nam á thì Huy cũng là chồng luôn. Cái người đàn ông không bao giờ làm vợ được, cái vợ, cái là vợ diễn tả là gì, vợ là wife. Nếu mà giờ Thái Công với Huy mà đám cưới với nhau á thì Thái Công sẽ giới thiệu là this is my husband, đây là ông chồng của tôi, và Huy cũng nói ngược lại đấy đó. Yeah, this is my husband. Đây là ông chồng của tôi, thì là hai người làm chồng hết. Ở đây không có ai làm vợ chân. Theo cái ý nghĩa của tiếng nói là vợ là người đàn phụ nữ mới làm vợ được. Người đàn ông không có làm vợ được. Cái nếu cái kia là người ta gọi là xu hướng tình dục. Xu hướng tình dục là một hai người đàn ông, một người ông người ta xu hướng tình dục với đàn ông được, hay là người đàn bà xu hướng tình dục với người đàn bà, hay là người đàn ông xu hướng tình dục với người đàn phụ nữ, thì đó người là heterosexual, một là heterosexual hay là homosexual. Thì mình gọi là homosexual. Homo là hai cái nó giống nhau, gọi là homo là từ homogene. Còn hetero là mình có là khác nhau, tức là nam yêu nữ là hetero, hay là nữ yêu nam là hetero. Còn nam yêu nam gọi là homosexual, hay là người nữ với nhau cũng gọi là homosexual. Bởi vậy người ta không có gọi ai ở đây là vợ, không cũng không ai là chồng. Nếu mà có thể là mình làm một cái đề tài này, có cần làm một đề tài thêm cái đề tài này nhiều không? Em nghĩ cũng không hẳn đâu. Dạ, nhưng mà mình chỉ nói lại những cái câu hỏi mà Huy và anh Thái Công rất là hay thường gặp mà trên mạng xã hội cũng hay là muốn hỏi, thì Huy và anh Thái Công cũng chia sẻ một lần với tất cả các bạn. Huy và anh Thái Công cũng không có ngại gì trả lời những cái câu hỏi đó, nhưng mà Huy thì cho tất cả những cái đề tài luôn chứ không phải là riêng đề tài này không. Thì Huy và anh Thái Công hầu hết là không trả lời những cái comment ở trên mạng xã hội đó. Thì còn thêm một phần nữa đó là Huy cũng hiểu được vì sao mà những người khán giả có những cái câu hỏi này, tại vì có thể là họ không phải là người ở trong cái cộng đồng LGBT, nên là cái xã hội đã đưa họ lên những cái một cái suy nghĩ từ nhỏ rồi đó anh. Có nghĩa là một người đàn ông thì người ta phải sống cùng với một người phụ nữ, nên là vì vậy thì người ta cứ hay hỏi như vậy để cho người ta đem cái hình ảnh đó cho dễ hình dung thôi. Y chang vậy, đúng. Có nghĩa là cái xã hội á, cần một cái gì để người ta hình dung. Có nghĩa là mình cần, tại vì Thái Công với Huy là người đồng tính, và người có người thấy, nếu mà người ta chỉ thấy ủa ba tôi có má tôi, hay là bà dì tôi lấy ông cậu, có là mình cứ thấy là xã hội người ta đàn ông với đàn bà, thì người thấy ủa hai người đàn ông thấy gì nó lạ lạ, thấy nó không có quen. Có người ta thấy rất là, bà đầu tiên là cái gì không quen á làm cho người cái cảm giác người ta thấy nó kỳ. Bởi vì nó ăn thua là mình hiểu biết càng nhiều á thì mình không có thấy nó kỳ nữa. Nếu các bạn đi New York, các bạn đi Sydney, mỗi mà mấy cái tiệc mà rất là lớn, một năm một lần Mardi Gras hay là Christopher Street Day ở New York, rất là lớn, rất là nhiều người đồng tính, hay là những người đồng tính rất là giỏi, chừng từ người thiết kế thời trang đến người nhạc sĩ, rất là nhiều người đồng tính. Nếu các bạn quen những cái người đó thì các bạn thấy nó rất là bình thường, nó không có cái gì mà lạ hết chứ. Bởi vì nếu mà chúng ta mà biết càng nhiều thì chúng ta thấy nó không có lạ, thì ta thấy nó bình thường. Còn nếu mà chúng ta mà không biết thì chúng ta phải cần một cái gì để so đo nó, phải cái gì để thí dụ nó vô. Thì ôm cái hai người đi là người nào làm vợ, người làm chồng. Các bạn thấy không? Vậy Thái Công với Huy á, là không phải là đi copy cái xã hội bây giờ. Cái xã hội thì có người vợ, người chồng, thì không phải là hai người đi copy lại là bây giờ em muốn làm người vợ hay em là người chồng, anh chọn em chọn. Đây đâu có, chúng ta đâu có muốn đi copy cái xã hội đang hiện tại bây giờ. Hai Thái Công với Huy là có một cái cuộc sống riêng biệt, một cái cuộc sống của mình. We are individual, là tiếng Việt là gì, tức là cá nhân hóa. Cá nhân hóa, yeah. Thì chúng ta tự chọn một cái cuộc sống, làm sao ta sống chúng ta hạnh phúc và chúng ta sống không có phiền vì tới ai hết. Thái Công với Huy bây giờ yêu nhau hay không yêu nhau thì cũng không có cái bịch gạo ở đường Đồng Khởi nó rớt cái đuổi, chứ cũng không có liên quan với mình, đúng không? Bởi vì cái cuộc sống Thái Công không có mà bị làm phiền người khác đó, thì mình muốn sống làm sao sống. Bởi cái người mà kỳ thị cũng suy nghĩ lại vì sao phải kỳ thị. Có thể là các bạn nếu muốn có sợ một cái kỳ thị, anh trong bác sĩ tâm lý người ta cũng tìm được. Có thể là mình trong một cái thất bại trong xã hội đi, mình không có vừa lòng với cuộc sống mình á, mình phải tìm
một cái người anh gọi là tiếng Đức người gọi là the blue man á, mình cần một cái gì để mình đi chê người ta để có thể là mình cái cảm giác là mình được tốt hơn. Tại vì tại người ta đó làm chứ mình thất bại cuộc sống mình là tại người ta đó. Tại sao có cái kỳ thị mấy người Do Thái hay là kỳ thị những người ngoại quốc là cũng vậy. Cái người mà ở bên Đức á, những người mà kỳ thị người nước ngoài á, là thường thường những cái người đó đó trong xã hội người ta rất là thấp, và người ta làm nghề nghiệp không tốt, người ta ở cái nhà nhỏ, và bây giờ người ta đổ thừa ai? Tại vì mấy tụi Việt Nam nó qua đây nó ăn nó mướn nhà hết trơn rồi, tôi không có còn nhà tôi ở nữa, nó đi làm nó giật những cái nghề nghiệp của tôi hết rồi, cái ông nào Thái Công ông cứ thiết kế nhà tôi, bây giờ tôi không có nhà tôi ở, hay là tôi đó là chỉ bán cho nhà giàu thôi. Có nghĩa là nó phải tìm ra những cái đề tài gì mà để nó đổ thừa cho cái người đó. Mấy cái người thật sự là tìm cái người mà đi đổ thừa đó, để tìm cái người mà đi chê bai thì chắc chắn là chúng ta chưa có được hạnh phúc và vừa lòng trong cuộc sống mình. Mình phải cần một cái người. Vậy các bạn suy nghĩ lại, nếu mà chúng ta kỳ thị có nghĩa là chúng ta có chấp nhận mình được chưa? Và Huy nghĩ là một phần khi mà các bạn đưa ra một cái nhận xét hay một cái phán xét nào về một cái vấn đề nào đó, cái điều đó nó là một cái sự phản ánh về cái kiến thức của tất cả các bạn. Chắc là các bạn đã xem cái video clip vừa rồi của anh Thái Công, đó là về một cái khía cạnh, đó là nhận xét và phán xét. Nhiều khi đôi khi mình nói ra một cái vấn đề nào đó không phải hẳn là mình chỉ nói cho vui, mà nó điều đó nó thể hiện một cái kiến thức rõ ràng rất tất cả cho mọi người, thể hiện rất là rõ qua cái câu nói của mình. Và một phần nữa là các bạn biết vì sao mà trong cái lá cờ của cộng đồng LGBT nó là bảy sắc cầu vồng không? Nó là một những cái màu rất là những cái dãy màu nó liên kết với nhau, nó thể hiện một cái sự đa dạng trong tình yêu nó không phân biệt giới tính, không phải là chỉ có người nam mới có thể yêu được người nữ, và còn có rất là nhiều những cái người có thể là những người chuyển giới, người ta cũng có thể yêu những người nam, có thể yêu những người nữ, và có những người cũng yêu được cả người nam và cả người nữ. Điều đó nó thể hiện là xã hội của chúng ta nó có những cái điều rất là văn minh, mà chẳng qua là chúng ta chưa có đủ để biết về nó thôi. Không, ông thêm trà. Trà này ngon quá. Trà màu tím. Hôm nay chủ đề màu tím nên là tất nhiên là mình sẽ liên quan đến chủ đề. Anh nói một cái đề tài là thật sự á, các bạn, người nào mà ích kỷ á, thì muốn người khác giàu đi. Các bạn tưởng tượng không? Nếu mà cái bà mà kế bên bạn bà giàu mà cái ông kia cũng giàu luôn á, thì các bạn tưởng nó cũng có lợi cho các bạn luôn á. Thì các bạn tưởng tượng các bạn mở cái tiệm bán bánh đi, mà chung quanh toàn là người giàu ở không à, thì các bạn sẽ bán bánh nhiều hơn. Nếu mà ở Việt Nam mà nhiều người giàu hơn nữa thì Thái Công sẽ bán bàn ghế nhiều hơn nữa, và Thái Công sẽ muốn nhiều nhân viên hơn nữa, và nhân viên Thái Công được hưởng nhiều hơn nữa. Có nghĩa là Thái Công thật sự là gọi là ích kỷ đi. Thái Công muốn ai cũng giàu hết trơn á. Vậy nếu mà nhiều người càng giàu á thì chúng ta càng sướng, và mình đâu có, mình phải mừng người khác giàu, mình phải mừng người khác làm ra tiền, mình phải mừng cho người khác xài tiền càng nhiều là càng tốt. Vì nếu mà người khác xài càng nhiều tiền á thì cái tiền nó mới chạy được. Bởi vậy nếu mà chúng ta mà kỳ thị hay chúng ta ghét cái người khác mà người ta hơn mình á, thật sự rất là tệ bại. Mình mới đi ghét người khác. Cái con thấy là chỉ có người ngu mới đi ghét cái người khác làm ra tiền, chỉ nghĩ người khác mà làm thành công mới ghét người đó. Thật sự ở Việt Nam, nếu mà người dân Việt Nam càng thành công trong kinh tế, càng mạnh mẽ hơn, càng nhiều hơn, thì kinh tế chúng ta phát triển và chúng ta được hưởng hết. Thì bây giờ qua một cái đề tài là cái Amanơi Thái Công đi du lịch với Huy 29 ngày ở Amanơi. Có rất là nhiều người cứ hỏi một cái hóa đơn đó cuối cùng bao nhiêu tiền, thì Thái Công với Huy sẽ không có nói. Nhưng mà Thái Công sẽ cho các bạn biết là lúc Thái Công với Huy ở khách sạn Amanơi là không có còn ai đi du lịch nữa hết. Có nghĩa là máy bay tắt hết và không có nước ngoài, không có khách nước ngoài về, và khách sạn Amanơi là tập trung vô những cái khách rất là đẳng cấp trên thế giới này về Việt Nam chơi, mà lúc đó không có còn một khách nước ngoài về hết, có nghĩa là Amanơi là đóng cửa luôn đó. Mà cuối cùng Thái Công với Huy ở một mình trong một cái resort đó, thì Thái Công với Huy ở 30 ngày đó thì khoảng gần nuôi được khoảng hơn 20 nhân viên, tới 30 nhân viên, còn một phần ở lại, còn một phần là khách sạn cho đi về vì không có đủ khách. Nhưng mà Thái Công với Huy
cùng nhau gọi là ở đó và mình cho làm ra một cái công việc cho hai người, 30 người làm. Và hai 30 người đó cũng có con, có vợ ở nhà, cũng về nhà, cũng đi mua rau cải, mua gạo ở mấy ngoài chợ, cũng nuôi những người khác tiếp tục nữa. Có nghĩa là cái tiền Thái Công đem đến với Huy, đem đến Amano mà xài đó là cũng có nghĩa là cũng là cái tiền đó nó phải chạy tiếp tục. Các bạn thấy không? Có nghĩa là nếu mà người nào mà nghĩ ủa tại sao Thái Công với Huy có tiền mà tại sao đi vô những cái khách sạn đã bỏ ra, nếu mà các bạn nghĩ những cái khách sạn đó bây giờ không có khách như Thái Công Huy đến bây giờ đi thì các bác bạn thấy nó ra sao? Ở Việt Nam, Sài Gòn hôm nay đang rất là tội nghiệp, cũng như Thái Công mới đi khách sạn Sheraton là mới đi ăn trưa ở Levi trên lầu, thì những cái khách sạn đó đó là không có tập trung khách nước ngoài rất là nhiều. Sài Gòn Tourist tập trung khách nước ngoài rất là nhiều. Mà các bạn tưởng tượng nếu bây giờ Thái Công với Huy mà không đi du lịch những cái khách sạn đó hay là những nước ngoài đó, thì các bạn thấy một khách sạn mà giống như là cái khách sạn ở Six Senses á, là hơn 300 người làm việc trong một cái khách sạn. Các bạn thấy một cái số nó rất là khủng khiếp, mà không phải là 300 người làm chỉ là trực tiếp cho khách sạn, còn bao nhiêu người làm không trực tiếp nữa, như là những người lái xe, những người bán gạo lúa, tới những cái đồ ăn đem vô giặt ủi, tất cả những cái chung quanh hết trơn á, là nó hơn biết bao nhiêu cả ngàn người chung quanh. Yeah. Bởi vậy các bạn viết những mấy cái comment mà nói là tại sao có tiền mà đi xài như vậy rất là sai lầm. Yeah. Thái Công nói các bạn có tiền, bây giờ người nào có tiền nhiều thì xài nhiều, có người nào sẽ có tiền ít thì sẽ ít, nhưng mà nó sẽ giúp đỡ kinh tế Việt Nam chúng ta. Huy và anh Thái Công thì thực sự ra cũng rất là ít khi mà đôi co với lại những cái comment ở trên mạng. Huy nghĩ là bây giờ một cái xu hướng mới đó là khi mà mạng xã hội phát triển quá nhanh và tất cả các bạn đưa ra những cái lời comment nhận xét thì cũng rất là nhanh, và nó cũng đôi phần nó cũng thiếu đi những cái suy nghĩ rất là chín chắn, và nó cũng làm đi lệch lạc những cái suy nghĩ và một cái mục đích mà người khác thực hiện. Huy thấy một cái điều mà một cái câu nói mà Huy cũng rất là thích, đó là đừng có nghe về một cái người qua miệng của một người khác. Có nghĩa tất cả khi mà các bạn muốn nhận xét hoặc là muốn tìm hiểu một người đó thì mình hãy là người đi tìm hiểu và hãy đi nhận xét bằng chính cái cảm nhận của mình có phải đúng là như vậy hay không. Tại vì khi mà mình nghe một cái câu chuyện và mình nghe người khác nói lại và thì nó đã theo rất là nhiều những cái xu hướng khác nhau rồi, thì đôi khi mà nếu mà mình chỉ đánh giá một người khác mà qua những cái lời kể thì Huy thấy đó là một cái điều không hay. Không, thực sự người đó là quá vô ý thức đi. Thật sự đi cứ đi nghe những cái người khác mà nói, có nghĩa là tất cả lúc nào cũng nghe trực tiếp. Ví dụ bây giờ mình cái cuộc sống đó mình sẽ thấy nó thoải mái hơn, thấy nó hạnh phúc hơn. Mình không có, các bạn tưởng tượng đi, ông trời á cho chúng ta cái lỗ tai, mà cái lỗ tai này á, mình nghe cao tai nhất á, là chắc tròn 5 thước thôi là đủ rồi. Có nghĩa là các bạn tưởng tượng các bạn đi ăn nhà hàng mà Thái Công với Huy ngồi đây mà nghe hết tất cả những người mà chung quanh người ta nói á, chắc là hai đứa chắc là điên luôn á. Có nghĩa là mình nghe người ta nhiều quá làm sao mình hiểu được, có nghĩa là mình chỉ nghe trực tiếp là đã đủ rồi. Yeah. Không tin được các bạn bây giờ, tại vì ở đây bây giờ là có social media nhiều quá, người ta gọi là too much information, nhiều thông tin quá, nó làm chúng ta cũng sẽ hơi bị lên đạn không ạ, hoang mang. Yeah, yeah. Yeah. Thì bây giờ chúng ta đừng có nên nghe nhiều quá mà cứ tìm hiểu thêm. Bởi vì Thái Công muốn nói một lần nữa là các bạn xem YouTube, xem Facebook thì những cái thông tin nào các bạn xem cho kỹ trước khi mình share, trước khi mình comment cái gì mình phải nghiên cứu. Lúc mà Corona thì các bạn là chính quyền Việt Nam cũng đã nói lên trên xã hội là đừng có share những cái bài nào mà sai, gọi là fake news, những cái nào chúng ta không biết, cái đó là gọi là phạt luôn á. Bây giờ người nào mà share những cái bài mà không đúng hay là đưa những cái fake news là phạt rất là nặng luôn, chứ không phải là gọi là cavalier delict đâu, không phải là nhẹ nhàng đâu, cái đó là rất là nặng. Yeah. Yeah. Ok, đó là những cái chủ đề mà nó rất là nhạy cảm. Yeah. Nên là mình hãy là một cái người sử dụng mạng xã hội thật là thông minh để làm sao mình có thể chắt lọc được những cái thông tin kiến thức tốt cho con người của mình một cách nhanh nhất, nhưng mà mình cũng biết loại bỏ đâu là để không bị người khác lợi dụng về những cái thông tin, đúng không anh? Dạ. Yeah. Ok, mình nãy giờ bao nhiêu phút rồi? 50 phút. Ok, như vậy câu hỏi. Ok, bây giờ là khoảng 10 phút nữa, còn 3 câu hỏi thì Vũ hỏi gì anh hết.
Bây giờ thấy ông Huy chuẩn bị và có Vũ. Rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều người thắc mắc là gia đình của hai anh có ủng hộ mình không? Thì đầu tiên mà từ lúc mà Huy mà come out với lại gia đình cách đây 5 năm thì ba mẹ và gia đình là hoàn toàn ủng hộ Huy. Còn về phía gia đình của anh Thái Công thì Huy không có những là được sự yêu thương của ba mẹ mình thì không nói rồi, còn nhưng mà được sự yêu thương của bên gia đình của anh Thái Công cũng rất là nhiều. Huy cũng có thời gian gắn bó rất là gần gũi với lại mẹ của anh Thái Công. Và mẹ của anh Thái Công mặc dù bây giờ đã mất rồi nhưng mà cũng là người cho Huy rất là nhiều cái tình cảm, và Huy cũng thấy như là một cái người mẹ thứ hai vậy. Dạ, và trước đó, trước khi mà Huy come out với gia đình Huy thì Huy, mẹ anh Thái Công và anh Thái Công là người đã giúp cho Huy có được nhiều cái sự tự tin để Huy sống đúng với cái giới tính thật của mình. Không có nghĩa là có thể là trong cái dịp này Thái Công sẽ nói các bạn, nhưng mà các bạn người nào mà người đang đồng tính mà chưa có coming out thì Thái Công chỉ các bạn coming out ra sao. Thì các bạn cần ba điều các bạn sẽ giải thích. Thí dụ các bạn bây giờ còn trẻ, đứa nào đây là 18 tuổi, 20 tuổi mà biết là mình người đồng tính thì các bạn sẽ ba điều, ba bước này các bạn sẽ đi. Các bạn đầu tiên, cái bước đầu tiên các bạn tới ba mẹ mình á, thì các bạn sẽ giải nghĩa đầu tiên đồng tính là gì. Rất là nhiều người chưa biết cái đồng tính là gì, nam với nam yêu nhau là sao, nữ với nữ yêu sao, người ta không hiểu. Tại vì có thể là nếu người nào đang ở cái thành phố, đâu phải là ai cũng ở thành phố lớn như ở Sài Gòn hay là Hamburg, New York, người ta hiểu cái đâu. Có nhiều người ở một cái làng nhỏ thì người ta không có quen, thì có thể người ta chưa biết đồng tính là gì. Có nhiều người nghĩ là đồng tính là cái bệnh. Không, các bạn, đây không phải là cái bệnh, cái đây là thiên nhiên, ông trời nó sanh ra. Bởi các bạn sẽ giải nghĩa cho ba mẹ mình đó là đồng tính là thiên nhiên. Thiên nhiên giống như là ông trời sanh ra cái bông này màu tím, thì cái bông nó màu tím, bây giờ mình muốn nó màu xanh nó cũng không được nữa, mình muốn nó màu đỏ nó cũng được, thì ông trời sanh ra nó màu tím. Ông trời sanh ra Thái Công là nam tính, giới tính là nam, nhưng mà Thái Công thích nam hơn, thì cái đó là trong cái não mình nó sanh ra y chang như vậy rồi. Cái đó là một cái thiên nhiên nó đưa ra. Thì bây giờ cái không phải là một mình Thái Công không, mà trên cái thế giới này các bạn biết không, rất là nhiều người, chứ không phải là một mình. Bởi vậy mình cũng không có đặc biệt sang Thái Công, không có gì đặc biệt trên Thái Công, chỉ là một số trong các triệu người như khác như mình, chứ không có cái gì mà đặc biệt trên á. Yeah. Nếu mà người ta nói khoảng là 5% trong dân số là mấy người đó là homosexual, là người đồng tính, thì khoảng 5%, thí dụ ở Việt Sài Gòn bây giờ nói là khoảng 10 triệu dân số, thì mình chúng ta ở vì ở vậy ở Sài Gòn có khoảng 500.000 người đồng tính, 500.000 người. Ở Việt Nam dân số chúng ta là khoảng 90 cho 100 triệu dân số đi, thì là ở Việt Nam khoảng có 5 triệu người đồng tính. Các bạn cứ tương tự, 5 triệu người đồng tính, chứ không phải một mình Thái Công đâu. Có nghĩa là một cái đồng tính ở đây á, có nhiều người người ta đồng tính nhưng mà người ta không dám nói ra vì người ta sợ, do bị người ta sợ kỳ thị người ta không ra. Nhưng mà nói chung chung á, trên cái thế giới này á, là khoảng 5% dân số là người đồng tính. Cái đó là thiên nhiên sanh ra như vậy. Mình đừng có hỏi là tại sao ông trời ông sanh ra cái bông này nó màu xanh, ông sao ông trời ông sanh ra cái biển này nó như vậy, cái núi nó như vậy, cái con này nó như vậy, thì người ta nó có cái giới nó như vậy, nó là như vậy thôi. Chúng ta là hiểu rõ là người bên khoa học người ta tìm rất là rõ ràng là người đồng tính là một trong một cái thiên nhiên, nó rất là tự nhiên, nó không có cái gì mà nó sái thiên nhiên hết, nó chỉ là sái những người mà nhìn thấy cái đó. Tại các bạn không quen, các bạn thấy nó lạ, các bạn nghĩ là nó sái, và nó chỉ là trong cái tư duy của các bạn thôi, nó chỉ là trong cái tư duy giữa cái hiểu biết của các bạn thấy nó khác, và các bạn sẽ chê bai, các bạn nói là đây là một cái bệnh, đây là nó là một cái gì nó không có đúng, nó không có được đàng hoàng. Cái đó là cái hiểu biết của các bạn thôi. Nhưng mà theo khoa học thì người đồng tính là một cái giới tính, một cái xuống tình dục nó có sẵn trong 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 thiên nhiên, là nó có là từ cái ngày mà có người ta có là có người đồng tính. Dạ. Rồi sau khi mà anh giải thích đồng tính là gì rồi thì sau đó bước thứ hai là gì anh? Dùng. Có nghĩa là đầu tiên các bạn sẽ giải thích là cái người cha mẹ mình là đồng tính là gì. Nếu mà ba mẹ mình hiểu người đồng tính là làm cái bình thường, nó không có cái gì hết. Và cái điều thứ hai các bạn sẽ giải thích cho ba má các bạn nghe là các bạn rất là hạnh phúc với cuộc sống của mình, rất là quan trọng. Thì ba mẹ nào cũng thương con hết trơn á, ba mẹ nghĩ là nó đồng tính là vậy, nó có bị bệnh gì hay không, có bị người ta quánh hay không, hay là nó sao. Bởi các bạn phải
cố gắng nói là con rất là hạnh phúc với cái cuộc sống của con. Thì lúc mà anh nói với ba má anh không phải anh, ba má con thích trai nhưng mà con rất là hạnh phúc cái điều đó, con rất là vui, con rất là hạnh phúc và con rất là hạnh phúc với cái cuộc sống của mình. Thì cái điều đó là các bạn nói cho ba mẹ các bạn nghe. Và em có nói ba má em là em hạnh phúc với cuộc sống với anh không? Dạ, yeah, và em nghĩ đó cũng là một phần mà ba mẹ em ủng hộ. Và tại vì ba mẹ nào cũng muốn con cái của mình có một cuộc sống hạnh phúc thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Có một cái vài cái comment nó lý thuyết nói là Huy không phải là người đồng tính. Cái đó cái nghe cũng mắc cười đó. Có người là bắt đầu thấy không? Cái người mà người ta coi người ta tư duy, yeah, người ta đang tưởng tượng. Có người tại vì người ta khó tưởng tượng quá, người ta cứ tưởng tượng là cái người đồng tính đó là éo lả hay là cái gì đó. Thì tại vì lúc trước đó thì Huy có nói trên chương trình Ghế Lai đó, thì hình như là cái hình ảnh của cái người đồng tính đó nó không có được mang theo một cái hình đi theo một cái xu hướng tích cực, nên là vô tình nó làm cho những cái bậc mà sinh thành những người cha người mẹ cảm thấy một chút gì đó sợ sệt. Mình cứ nghĩ là con mình đồng tính là sẽ rất là có những người có xu hướng nha, có những người xu hướng thích làm con gái, có những người xu hướng thích chuyển giới, có những người thích mặc đồ con gái, nhưng có những người vẫn là thích là như một người đàn ông bình thường. Nhưng mà đâu có vấn đề gì. Nếu mà cái người đó mà muốn mặc đồ con gái thì cái quyền lực, cái quyền của người ta đâu có sai cái gì trên cái sau này, người đâu có làm gì. Nếu người ta muốn đội tóc giả, nó muốn đánh make up, nó muốn mặc đồ con gái, nó con trai, thì cái quyền của nó ra tiệm, nó mua, nó trả tiền bằng tiền, nó mua đồ, nó trả bằng tiền, nó mua make up, nó cũng trả tiền, chứ nó không phải đi ăn cắp đâu. Khi nào mà nó đi ăn cắp make up, nó đi ăn cắp quần áo thì có thể là mình phạt nó, tại vì nó đi ăn cắp quần áo nó mặc. Còn bây giờ nếu mà nó ra tiệm, nó mua quần áo, nó trả tiền thì làm sao mình kỳ thị. Cứ bên đó người ta muốn mặc sao ta mặc, cái đó là cái chuyện người ta. Bây giờ người ta đồng tính, người ta eo lả cái chuyện ta, thì tái công với Huy là tự nhiên mình thích cái kiểu nó như vậy. Thái công thích mão biết thôi, chứ Thái công cũng không thích mão đầm thôi. Nhưng mà nếu mà Thái công mão đầm thì cũng đâu có liên quan với các bạn đâu. Thái công cũng nhà thiết kế mà thích bình thường đúng không? Dạ. Nhưng mà tại vì Thái công thích mão đầm, dạ, chắc tương lai anh không có được đẹp, anh không mão đầm đúng không? Đó. Thì bởi vì cái đó là nó dạ, một cái sự bình thường, mình không có cần mà đem cái đó ra mà mình đi kỳ thị. Bởi vì có nghĩa là trên tiếng Đức, tiếng Anh nó cũng là life, live and let live, nó có nghĩa là sống và để cho sống, yeah, leben und leben lassen, có nghĩa là sống và để sống. Nếu mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cũng phải chấp nhận người khác hạnh phúc. Chúng ta muốn mặc quần áo làm sao thì để cho người ta cũng tự chọn mặc quần áo sao. Chứ thí dụ các bạn mặc quần áo mà anh mặc quần mà áo thì có người nói là tôi không thích anh mặc quần nha, tôi thích anh mặc đầm á, tôi thích anh mặc màu tím á, tôi không thích anh mặc màu đen nha. Làm sao mà được? Đó là cái quyền của người ta. Trong cái xã hội Việt Nam mình đâu có cái luật nào mà đi cấm cái người đàn ông mặc áo đậm, đâu có luật đó trong giấy tờ đâu có, thấy không? Trong cái bởi vậy cái đó rất là sai, là mình phải chấp nhận người ta muốn làm sao người ta làm, không có liên quan với mình phải chấp nhận sống và để cho sống. Thì cái đó là cái điều thứ hai mà các bạn nói là ba mẹ mình là mình rất hạnh phúc với mình. Ba, một cái điều thứ ba các bạn sẽ giải thích ba mẹ mình đó là ba mẹ, mẹ thương con phải không? Ba có thương con không? Ba cũng thương con. Ba mẹ sanh con ra, ba mẹ sanh con nuôi con tới 18, 20 tuổi thì ba mẹ thương con. Thì có vẻ ba mẹ cũng muốn con hạnh phúc. Thì ba mẹ làm tất cả cái gì để con mình hạnh phúc. Lúc mà con hồi nhỏ con muốn đi chơi thì ba mẹ cũng dẫn con đi chơi. Ba mẹ muốn con đi học giỏi, ba mẹ muốn con muốn mua cái xe hơi thì ba mẹ cũng dành mua cái đồ chơi cho con chơi. Có nghĩa là lúc còn nhỏ ba mẹ của mình cũng muốn cho con mình hạnh phúc. Thì lúc mà con mình lớn lên cũng như vậy, nếu con mình lớn lên thì con mình muốn học cái nghề nào thì mình sẽ hỗ trợ con mình học cái nghề đó. Con mình muốn hạnh phúc mà được ở cái thành phố đó thì mình sẽ tìm cách nào con mình được hạnh phúc cái nghề đó ở thành phố đó. Con mình muốn yêu cái người này thì mình sẽ hỗ trợ ba mẹ mình cho yêu cái người đó. Thì cái đó là người cha mẹ thương con thật sự. Nếu ba mẹ nào mà thương con thật sự, thương con trong tấm lòng mình, có nghĩa là sanh nuôi con từ nhỏ đến lớn, thì chúng ta ba mẹ phải làm tất cả mọi cách để con tôi hạnh phúc. Dạ, yeah. Ok. Với những cái chia sẻ như vậy thì Huy nghĩ rằng là nếu mà những cái bạn nào chưa có come out về với gia đình về cái giới tính của mình thì hãy tự tin, và hy vọng là các bạn sẽ được gia đình rất là ủng hộ cho cái việc mà sống một cái cuộc sống thật là hạnh phúc. Vũ, em cho còn một câu hỏi nào nữa không em? Anh nghĩ là hôm nay anh thấy công có chơi thể thao, môn thể thao nào? Ok, đó là chuyện khác rồi. Ok, bây giờ
Nhưng mà cái đề tài hôm nay là chúng ta là đề tài màu tím gì ha. Thì anh nghĩ là tất cả là mình có từ nội thất nè, mình có mùi thơm, mình có trà uống, và dĩ nhiên cái đề tài đầm tím. Nhưng mà màu tím thấy không nói như cái chừng nghĩa là ai luôn. Màu tím á, thật sự nếu mà theo Âu Châu á nha, màu tím là màu lesbian, chứ không phải là màu gay không. Cái màu tím là màu lesbian, là gay, là đồng tính nam á, là màu hồng. Nếu mà cái chương trình đó nếu mà đúng là dùng cái màu hồng cho cái người mà đồng tính, nếu mà cái đó cái có nữ tham gia không? Maybe. Nếu mà nữ chuyển giới nam sao cũng được chứ. Cái đó thì gọi là đổi giới tính đúng không? Em nghĩ là một cái màu nó chỉ là một cái sự tượng trưng thôi. Thì bởi vì hôm nay là mình kết thúc tất cả những với những cái màu tím này ha. So hy vọng những điều Thái Công với Huy chia sẻ ngày hôm nay sẽ rất là đem nhiều thông tin mới cho các bạn, và với cái talk show này bằng ba cái camera livestream, hy vọng các bạn thấy thú vị và bấm nút subscribe cho Thái Công và Huy và Thím. Với cái chủ đề là màu sắc là màu tím, nó chỉ là một cái điều tượng trưng thôi. Mà điều Huy và anh Thái Công muốn đem tới cho tất cả các bạn là cuộc sống rất là muôn màu. Màu gì nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Nếu quan trọng là cái tầm nhìn của mình. Nếu mình thấy nó đẹp thì nó sẽ đẹp, và nó không đẹp nó sẽ không đẹp. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ thích cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của Huy và anh Thái Công. Và chúng ta sẽ có nhiều buổi livestream khác với nhiều chủ đề thú vị khác. Thank you for watching. Và hẹn gặp lại. Bye bye. Life is colorful đúng không? Yeah. Cuộc sống nó phải màu sắc chứ. Cuộc sống nó có một màu trắng. Ok, cảm ơn. Yeah. Đặt tiếng đồng hồ hả?